Xin chào mọi người, xin chào bà con cô bác ở gần xa. Hôm nay Trâm dẫn mọi người đi chờ nha. Chờ này tên là Inland Border Park, nằm ở Palos Park, Florida. Nó chỉ mở cửa ngày Chủ nhật thôi. Thứ bảy thì nó mở cửa ở chỗ khác. Anh chị em nào mà có đi chờ mà xuống ở vùng Sand Beach, St. Petersburg and Clearwater, muốn mua trái cây, rau cải tươi, tham quan chợ trời Việt Nam thì nhớ ghé ở đây. Nó chỉ mở cửa ngày Chủ nhật only. Cái tên của nó là Inland Border Park. Lên Google bấm nó ra địa chỉ. Giờ mình dẫn mọi người đi vô trong trời nha, coi có cái gì không, gì mới lạ mình chia sẻ cho. Hey, let's go, go inside the flea market. Mình mới mua được cái giỏ đẩy đi chợ trời nè, lý tưởng không, không có cần xách mệt nữa. Là cái su này nó mọc mà nằm mầm rồi nè, để mua về mình trồng cho nó ra giống vậy nè, ra vàng như vậy nè. Give me this one. You say how much? 3, 4, 5. 3, 4, 5. Okay. Yeah, this is 3. Okay. You want the one heavier here? Oh, you want the longer? The longer. Give me the longer. Oh, that's nice. $9 together. Okay. Yeah, one more. Yeah. Oh, this is long here. Yeah. Oh. Yes. Okay. Okay. Hôm nay mình đi chợ trời á, gió quá trời gió luôn. Chợ trời bữa nay bán nhiều cây lạ lắm. Ớt quá trời ngon luôn nè. Cây lẻ bạn nè, cây này uống là trị tiểu đường á. Oh yeah, thanks, I appreciate it. Yeah, I didn't think it was gonna do well at all today, like the weather was so bad. Cái xứ nè. But thank you. Let's see you in a bit. Let's put this on the side. Ba cây 20 đồng. Rồi đi lại cái quầy dừa đi mua dừa. Trời ơi, nay dừa nhìn ngon quá. Bự ghê không nè. Give me two. Okay. Yeah, one open, one not. This one come home, go home. Yeah, this one home. Home? Yeah, home. And one more, open. Don't listen. One more, open. You can
count for me, okay? Yes, yeah, 7. Okay. I think 10, okay? Okay. This one too. Okay. Oh, thank you, đẹp bác. Bữa nay trời mua về chỗ cũ nữa. How much for each? How much for two? Per piece. Per piece? Yes, ma'am. Oh. Yeah. Can I have five? Come in. Cái chanh này chắc ngon lắm á ta. Mè nè. Cái gì da? Mất một xíu vậy. Cái này có hộp không chị? Có hộp không? Cái chanh này chấm với đường chua ngọt ngon lắm. Chấm cái gì? Hai chấm đường á. Có đường. Nguyên bịch vậy? Để hai đầu. Để bịch coi. Mà có nước không? Có nhiều không? Đó, đó. Dạ dạ. Hai đồng hả? Rẻ vậy? Ồ, cho đi. Nó ở đây hoài à? Nó chịu đi hả? Dạ đúng rồi, hai đồng rẻ quá à. Chưa thử. Thôi khỏi thử đi. Hả? Ôi mắng cầu sim nè. Còn cứng lắm. Ủa bao nhiêu phao mắng cầu sim vậy? Cái này chua. Cái quầy quán cái cây anh này dễ thương quá nè, anh cắt cho ăn thử nè. Đúng không? Anh thấy ai đẹp đẹp là anh cắt cho ăn thử hết à. Đây, đây là mắng cầu sim. Cái free sample này có đồng này. Cái free sample. Nè, được nè. Ngon à. Nhiều mấy đồng phao? 9 đồng một phao, lấy 2 trái 8 đồng phao. Thôi. Lấy 3 trái, 7 đồng phao. Mua càng nhiều càng đớt. Vậy hả? Lấy 2 trái, 8 đồng phao. 3 trái, 7 đồng phao. 3 trái à? Đó, thử rồi. Cái chua ngọt. Ủa, còn cái trái này sao đen vậy? Gió quá à. Thôi lấy một trái thôi. Cái này ruột vàng hả? Dạ, cái này cái loại 8 đồng. Đây nó 6 tiếng. Nhưng mà mình đâu có ăn vỏ đâu. Cái gì vậy? Thanh long mà. Hả? 8 đồng phao hả? 8 đồng một thùng. Ồ, 8 đồng một thùng. Nó đang on sale. Ồ. Rồi sao rẻ vậy? Tại mình on sale cho đi. Cho đi luôn không? Còn cái này bình thường giá của nó là 25 đồng này. 14 đồng. Thôi lấy một thùng đi. Đây loại 14 đồng. Thôi lấy thùng kia ăn cho lẹ, cho đi lẹ. Cái 8 đồng ha? Dạ, cái 8 đồng á. Cái vỏ nó xấu xí. Cái vỏ nó rất là xấu xí nhưng mà nó không có hương. Ở trong không vậy đó. Đâu có sao đâu. Ở trong. Dạ, đúng rồi. Mình lột vỏ ra. Ngon mà. Đổi cái này cho lại. Lấy 2 thùng nhiêu? Thì biên thùng là 8 đồng và lấy 2 thùng là 7 đồng thùng. Cơ lấy 2 thùng đi. Lấy 3 thùng, 6 đồng thùng luôn. Ăn sao hết? Cái này là để cho tủ lạnh. Bỏ cái bịch cho em đi. Để thêm một cái này chứ cháu. Cái đó 3 đồng rưỡi. Hả? Thì anh thấy thùng nào được rồi đưa thôi. Quá trời gió luôn.
lọt cái vỏ nó ra nó không gì hết á, nó chỉ ở ngoài. Còn mấy trái em thấy 2 đồng đi. À, chị thấy 5 phao em thấy 2 đồng phao luôn á. Ổi 2 đồng phao nè. Ủa có trái dễ thương nè, trái nhỏ nè. Mới ăn trái nhỏ rồi nè. Ô chín rồi. Em nào mà tới chỗ Free Market nhớ cái anh này nha, anh bán đồ rất là dễ thương mà rẻ nữa. Cảm ơn nha. Đồ nào mà anh không thích là anh cho đi hết à. Đây có bán cái kim mai nè. Tắc này mua tết chân là đẹp lắm á. Wow, ngon đẹp quá ha. Nè. Tắc này. How much for each? $95. 95 đồng một cây này nè. Rồi đi vô chơi gặp ba má nè. Má đã, chào mọi người đi. Đó, hay gặp ba má. Đây, đẩy xe đây. Đi lại gặp cái cô này. Cái cô này có bán lúa mạch á. Dạ, chào cô. Đây là ba má con nè. Con mua má, mua này về cho má xay uống ha. Mua này hả? Hồi nãy bà mới ghé. Uống cho nó khỏe. Khỏe nó người á. Dạ, giải thích cho má biết đi. À, chứ bây giờ ha, nếu mà chị muốn uống liền á thì mua cái tray này rồi cắt ra. Nếu mà chị có cái mai thì sao? Dạ. Sai rồi đã rồi uống. Ồ vậy hả? Bỏ vô xà lách. Bỏ vô máy xào đó. Nó mua energy. Nó khỏe má. Rồi trường hợp chị có đau gọi nhiều đi cho bạn cái số nha. Dạ. Rồi tới mời tới nhà cũng được. Dạ. Rồi Nhung chỉ cách cho Nhung. Ông bác sĩ muốn đòi mổ cái chân nhưng mà Nhung không có cho mổ. Nhung có bị cái thai rồi. Dạ đúng rồi. Không muốn. Dạ. Nhưng lẽ Nhung nói không muốn. Dạ. Nhưng mà không có nói vậy. Nhung uống cái chất kia. Alo. Aporessa. Cái này nó hết đi. Đây. Uống mổ. Bởi vì mới chút xíu thôi. Xong rồi á. Cái đó là tôi mới tính. Bây giờ nếu mà chị muốn tới nhà Nhung chỉ cần order. Hoặc là nếu cần Nhung mua cho giúp, Nhung chỉ giúp thôi. Nhưng mà cái cô người gì của hắn á cũng uống. Bây giờ đi được rồi. Mà bà đi được á, các bà chảnh. Bà bắt con làm này làm chi. Hồi nào mà đi không được á, nó depress. Dạ. Hiểu chưa? Xong rồi bây giờ uống một chai xong rồi. Nó khỏe rồi. Uống cái này cũng khỏe. Đây. Rực đứt cả. Không, dạ, má có 25 đồng không á? 25 đồng à. Không phải, mỗi ngày uống nhúm vậy nè, xong rồi mọc nó lên nữa. Nó lên nữa, uống lần nữa. Dạ, mua dạ. Này tưới nè. Dạ, không có mua này rẻ hơn nè má. Dạ, thấy chưa? Mới ương hồi tối đấy. Đây. Mua cây là nhiêu cô? Cái này 10. Cái này tính bớt 23. 23 đồng. Uống này 25 mà chưa mọc quá. Dạ. Sai uống liền. Bởi vì á, nếu mà cưng gối đầu. Con cưng gối đầu hiểu chưa? Dạ. 7 ngày sau cái này nó lên như vậy. Dạ. Bây giờ uống á, không biết cưng uống là nhanh hay là chậm. Hiểu không? Dạ. Uống lần bây giờ nữa. Hai người uống, ba người uống thì tự nhiên nó hết lẹ. Uống lần bao nhiêu? Hai người thôi. Uống như đây thôi. Nắm cái đầu nó vậy nè. Cắt xa xuống. À, rồi nhúng vô cái nước. Xay ra. Một sáp thôi, giống như người ta uống rượu một sáp vậy nè. Mà uống buổi sáng nha. Bụng đói nha. Nó tốt lắm.
hơi có mùi chút. Bây giờ cỏ trước đó, khi uống cỏ vậy đó. Mùi cỏ. Trước khi uống á, cắt miếng chanh hoặc là cắt miếng cam. À, uống xong mà uống từ từ nha, đừng có uống ực. Đôi khi mà uống nhanh quá đó, nó làm cho mình hơi cũng như mình uống rượu mình xài đi thôi. Nhưng mà từ từ làm như vậy rồi lần sau uống nó quen đi. Xong rồi nó mình tưới nó mọc nó lên nữa. Dạ vâng. Nhưng mà phần này tốt hơn. Phần này original thì mình tốt hơn. Phần thứ hai nó không có tốt bằng. Đương nhiên là cái gì cũng vậy hả? À, rồi cái chị cứ gọi, cháu nó gọi. Dạ. Đến lấy. Có. Có. Con dẫn má đến nhà, nhật. Nó cũng trả tiền nha, má đừng lo. Sùng con trả tiền rồi. Nè. Con trả tiền rồi. Còn mẹ. Dạ. Ráng lo. Dạ. Mỗi lần mà tôi xuống dưới này đó, ăn miếng xoài á, nhớ bà già cách gì đâu, hiểu không? Đấy, tội nghiệp bây giờ có tới 12 đứa con. Dạ. Cắt ra cái chia con có hồi bả đó còn có cái rút hộp xuống đây á, ăn cái miếng xài á. Dạ. Rồi nước mắt. Dạ, có chồng có bán phân á, mà không phân bón nè, đủ thứ hết trơn á. Lấy con lấy. Dạ, dạ, this is the beginning. Just started. Dạ, con trả tiền lên. Để con lấy hai chậu lên, con chậu má chậu. Để cô gọi cho. Nè, con còn muốn mua nữa con ghé nhà con lấy. Lấy rồi đem cái tray lại. Dạ dạ. Gần đây nè, gần đây. Để rồi cô test cho. Con bây giờ con lấy một bình này với bình này phải không? Ủa con nói muốn lấy cái này không, con nói còn cái nào mà nó có sẵn giống vậy nè trên xe đó. Thì đây nè, nó bắt đầu. Ồ, nó bắt đầu hả? À, còn không thôi, cái này 5 ngày nè, con lấy này đi. À, lấy hai cái. Dạ, cái này cho má uống trước. Cái này uống mà thấy khỏe đó, mà thấy khỏe là mình đi mua nữa. Thank you. Đừng có lo, tôi muốn share những cái information everybody. Life too short, hiểu không? Thương bà già lắm. Bây giờ mà bà già quyết định uống như vậy, tôi chỉ nhiều cách lắm. Nhiều cách để cho khỏe. Để cho khỏe. Chứ còn đây một cái. Tôi 83 rồi. Bây giờ chúng mình cái tình lại rồi. Cái tình lại. Just be happy. Just be happy. Dạ. Yeah. Cái này chắc bưng được mà. Ừ. Cái nữa. Cái của con, cái này con về con uống. Con lấy cái này nè. À, lấy cái này hả kia. Cái này nó sắp uống được rồi. Đúng rồi. Chừng rang tươi. Ở cái xin đó để lên rồi nhẹ. Dạ. Buổi sáng rồi buổi tối. Dạ. Tưới ngày hai lần. Dạ. Tưới còn uống buổi sáng thôi. Uống buổi sáng. Còn nếu mà tối thì cũng đói trước khi ăn cơm. Ờ. Giỏi quá rồi cho cái này. Dạ. Đi đâu? Đồ cũ. Đấy hả? Nãy bây giờ mình kêu bà. Trời, thứ bảy sáng bán rồi đâu. Thứ bảy không phải người này thầu, nhưng mà nó bán ở cái nhà thờ. Nhà thờ. Cảm ơn kìa. Nhà Campuchia đó, ở đường 58. Nhớ gọi. À. Nhớ gọi. Ừ, nha. Dạ. Bất cứ cái gì á, dạ dạ, thắc cứ hỏi. Dạ, không biết bà già có bị tiểu đường không? Con bị tiểu đường. Vậy thì cô chỉ cho con mua cái kia. Rồi, con ghé nhà cô chỉ con ha. Mà mua mà trồng đó. Nếu mua trồng á. Bữa nay con đi mua cái bông giấm á để uống tiểu đường mà hôm nay không có bán. Cái bông đỏ đỏ đỏ, cái nụ á, giống như cái nụ á màu đó. Người ta nó uống nó chỉ tiểu đường luôn á. À, cái quả nó. Dạ dạ dạ. Em không biết tên nó là gì, em biết cái quả nó thôi. À, người ta gọi cây giấm không biết phải không nữa. Có mua hả? Dạ. Bây giờ con uống chi Aleo Apuresa. Dạ. Thì cái đó nó dễ uống. Con ghé nhà cô thì nó không có ngọt phải không? Nó. Dạ. Bởi vì nó có honey,
nhưng mà cái formula là chịu khó tới nhà cô đưa cái cuốn sách cho con coi. Cả. Coi sơ rồi là, hoặc là cô lấy cái copy cho con. Dạ. Xong rồi cái cô đem về con. Nhưng mà nếu mà con muốn á, cô order cho, không thành vấn đề. Dạ. Giờ cái chiều cô có nhà không? Có. Ok, có gì con gọi cô. Ha. Nhưng mà cái chai đó thì cô chưa có. Ờ, không sao, từ từ khi nào có thì con ấy. Không có, muốn thì cô order. Dạ. Không sao. Cô yeah. Nhiều cho nó cũng như discount vậy đó. Như yeah. Con vậy đó. Dạ. Yeah. Yeah, cô cho con số điện thoại của cô đi. Yeah. Có ai ai cần giúp gì á cô yeah. Ta gọi cô. I would like to share everybody. Everybody have a cancer to on the book. They say cancer be cured. That is apoplexy. Alio apoplexy. My phone number 773-485-5394. I grow wheat grass with the organic, everything I share for more energy, good benefit for everybody. That's my goal. Yeah. Thank you. Cô nói tiếng Anh giỏi quá à. Oh, thank you. Rồi, bye cô nha. Thank có you. Gì I would like to share everybody. Yeah. Bye. Trời nè, thấy nằm lầy không? Thấy này nó có lục bình á. Giống ở Việt Nam không? Đây lục bình nè. Đó, bây gần cho coi nè, lục bình. Trời ơi, thơm quá, smell good. Đây là nướng thịt. Wow. How much is this? Over there. Wow, ngon quá. Mình mua cái này coi. Chỗ này nó cũng bán gỏi đu đủ. How much is this one? $3 each. Give me $2 each. Three. And if you price okay. Me, give me $2. Xôi nữa nè, ăn xôi. Siêu hết. Không nhiều chưa? Nhiều như bao nhiêu? One bát. Yeah. Xôi của Lào ngon lắm á. Yes. Only one. Yeah. Oh my God. How much is for the? I need the in the bag, the new one. Oh, more done. Do you have any more? Yeah, I see a lot there. Topping, ping, nhăn gì bao nhiêu lần? Nhăn luôn, nhăn cả bao nhiêu. Bỏ đồ đủ á. Nhăn ping, nhăn thân thân sòn, bỏ thân cây, thân lan. For YouTube. For YouTube, yeah. You do live right yeah, now? No, YouTube. Oh, YouTube. Much video. And then you and take it home and you really do it again? Yes. Okay. Cause I'm dirty, right? Yeah, okay. This is how you make papaya salad? Yeah, papaya salad. You want a chicken? She look like that, see? Oh, American people. American people, they eat papaya. Yeah. Asian food. That's international yeah. people. Yeah. We usually put a cherry tomatoes. Yeah. I bring my country to United States. I want garlic. Wow. I put, you want okay. more? I put like 5 pieces. Okay, that's good then. See, I don't know ingredients. Spicy? You eat
I smell them first. Yes. I used to eat spicy, but now my stomach bothers me, so I go to medium now. I make sweet sour for you. Sugar. Yeah, I like the sour. Sour. Fish sauce. Fish sauce. And this one called padak. Oh, you make it? I make it homemade. Yeah, I got a big one like that. Yeah, you can make it at home. What is this? That's a seasoning. Oh, that's the roasted rice for my pork salad. Oh, okay. Oh, it's lap, right? For lap. Lap, for lap. Oh. Cái này là thính á, thính hả? Up in the island, we eat papaya. You do your meat because it's a meat tenderizer. Like when you don't want to put tenderizer. No lemon. Lemon and pepper. More pepper. Yeah, it's only pepper. Oh no, little pepper coming. It's licking up on me now. Just lemon, what about sugar? Yeah. No, sugar is bad. Cái này nó làm cho mình ăn thử để mình cái test mình thấy ngon không. Is when I start dealing with my girl who make my gin, she's loud and she shows the papaya. We did that at her house. I'm like, what does she say? Papaya salad? I say, green papaya? She say yes. And from then, I fall in love. You never tried this before? You will try it now. You will come back. A lot of people try it, they come back. The other ladies are gonna come back. Oh. How much that's one? $6. $6. Yeah. You want anything else? When no, I have the rice already. Okay. Just sticky rice. Thôi bây giờ mình đi chợ trời cũng đã. Nãy giờ mua quá trời đồ luôn nè, một xe luôn rồi, thấy không? Mới đẩy đi nè. Giờ mình xin tạm dừng cái video này nha. And xin hẹn mọi người video kế tiếp. Có gì hay mới lạ mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Xin mọi người cho mình một like và nhớ chia sẻ cho mọi người coi với nhé. Đây là kênh YouTube của Thành Trâm. Đây thấy không, lục bình giống Việt Nam ghê luôn á. Rồi quá trời lục bình luôn, cá dưới luôn á. Cái rô nhỏ nhỏ nhỏ. Xin chào, tạm biệt, bye bye. Xin hẹn video kế tiếp. Bye bye.